Anh em xem cho mình một like, một đăng ký để cho mình có động lực làm những video tiếp theo cho anh em xem nhé. Ta đã ngưng tụ ra 6 viên mệnh tinh rồi, Nhiếp Ly, trận pháp của ngươi thật là lợi hại. Khi đi vào đây, tu vi của chúng ta rõ ràng là cùng một cấp bậc. Nhưng bây giờ mình mới 3 viên mệnh tinh, hắn lại là 6 viên mệnh tinh. Cố bối, ngươi không cần phải phiền muộn. Linh hồn hải của Lục Viêu cùng ta đã xây dựng lên liên hệ, cho nên mới có thể tăng lên nhanh như vậy. Mặt khác, tu vi với ngươi mà nói chỉ là thứ yếu. Chỉ cần ngươi tiếp tục tu luyện kiếm ý đến giới hạn, có thể vượt qua giới hạn tu vi của ta. Ủa, trên tu luyện của kiếm ý, ta cũng không thua kém bất kỳ ai. Chỉ thua ngươi, Nhan Sâm, Dương Khai. Đúng vậy, và Vạn Lý Sơn Hà Đồ cũng có mấy ngày rồi, chúng ta trở về thôi. Nhiếp Ni não đại, Cố Bối não đại, Lục Phiêu não đại, các ngươi rốt cuộc cũng đã về, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là thế này, mấy ngày nay ta đi ABCXYZ, rồi tên kia kéo người đến ABCXYZ ta. Bây giờ chúng ta không ABCXYZ được nữa. Ta cảm thấy Lý Ngự Phong có chút kỳ quái, không biết từ đâu lại có nhiều cao thủ như vậy. Chỉ dựa vào năng lực kinh doanh của thế lực của hắn, chuyện này tuyệt đối là có người ở sau lưng giở trò. Nhưng không biết là ai, không biết từ đâu ra nhiều cao thủ. Gần đây Long Thiên Minh đang thu mua người, không lẽ là hắn lại giở trò đấy chứ? Từ kiếp trước đến giờ vẫn luôn nhìn không thấu Long Thiên Minh rốt cuộc có lai lịch ra sao. Hắn ở trong Long Ấn Thế Gia, thậm chí còn không phải là con trai của trưởng, thậm chí còn không phải là con trai trưởng, lại leo lên đến vị trí tông chủ của Vũ Thần Tông. Có thể thấy thủ đoạn phi phàm. Hiện tại chúng ta nhìn thấy chẳng qua chỉ là một phần nhỏ thực lực của hắn mà thôi. Hắn rốt cuộc là che giấu bao nhiêu thực lực, mình cũng không dám khẳng định. Xem ra cần phải nghĩ cách đối phó với Long Thiên Minh mới được. Hiện tại nếu chỉ dựa vào thực lực trước mắt của chúng ta, e rằng còn xa mới đủ. Cho dù bây giờ đã đi ra ngoài, có lẽ cũng sẽ bị người của Lý Ngự Phong chặn đường. Át chủ bài của chúng ta có thể đối với bọn họ nhiều hay không? Ta nghĩ các người trước tiên ở bên trong Thiên Ninh Viện chủ trì đại cục. Ta sẽ đi xem xét mấy cái thị trấn nhỏ ở ranh giới vô tận man hoang một chuyến. Hả? Một mình ngươi đi sao? Ngươi không cần người nào đi theo hay sao? Chỉ cần ra ngoài. Tên Phong Minh nhất định là sẽ lập tức ra tay. Không sao, đừng quên ta hiện tại đã có tu vi Thiên Tinh cảnh đỉnh phong rồi, cộng thêm Thánh Huyết Dực Dao. Cho dù là đụng phải thiên truyền cảnh cường giả cũng có thể đọ sức một trận. Cho dù là đánh không lại cũng có thể chạy trốn. Vậy được rồi, ngươi nhất định là phải cẩn thận. Yên tâm đi, chỉ là mấy cái trấn nhỏ, cũng không phải là nơi đặc biệt nguy hiểm gì cả. Tốt nhất là có thể lừa gạt một cường giả Long Đạo Cảnh đem về. Như vậy thực lực của chúng ta có thể tăng mạnh lên rất nhiều. Ta trước đó đi dò đường, có thể chiêu mộ đến người của Thiên Nguyên Thần Tông hay không là một vấn đề. Chuyện chiêu mộ cường giả Thiên Nguyên Thần Tộc cũng không phải là chuyện đơn giản, bởi vì thời điểm lựa chọn chủ nhân của họ sẽ vô cùng thận trọng. Nếu cảm thấy không đáng tin sẽ không dễ dàng ký khế ước. Lý do tiếp theo còn là giá tiền. Nếu không ta đều có thể đem hết về cho họ. Để Nhiếp Ni trước tiên cứ đi dò đường trước đã. Chốc lát sau, người tại sao lại ở chỗ này? Sư phụ về cũng không phái người nói với ta một tiếng. Sư phụ đã trở về sao không nói với người ta một tiếng? Long Vũ Âm bị sao vậy? Đây có còn là con cọp cái kia không? Ta cũng chỉ mới về nên chưa kịp nói cho ngươi biết. Sư phụ, ngươi bây giờ chuẩn bị đi ra ngoài hay sao? Ta phải đi đến một lời. Ta có thể đi cùng hay không?